Tính từ đầu tháng 7 tới nay, khi mà bối cảnh giá vàng trong nước vượt mốc 50 triệu đồng một lượng, lượng bán ra của vàng FVO, vàng Phúc Long và vàng miếng của tập đoàn vàng bạc quý Doji tăng khoảng 30% so với trung bình tất cả các tháng trước đây. Diễn biến của thị trường trong nước thì đang ngược dòng so với cả giá vàng thế giới. Tuy nhiên, cái mức độ lạc quan về xu hướng tăng dài hạn trong cái giới đầu tư vàng thì vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Với giá vàng tăng như vậy thì mọi người sẽ có tâm lý là đi giao dịch rất là đông. 2-3 hôm nay thì lượng khách tăng đột biến, là tăng khoảng gấp 3 lần. Hiện tại thì theo chúng tôi quan sát ở Bảo Tín Minh Châu thì lượng khách giao dịch có xu hướng mua nhiều hơn là bán. Lượng khách giao dịch mua thì chiếm khoảng 65% trên tổng lượng giao dịch. Mình đến đô mua vàng là mua để đầu tư. Mình cũng theo dõi thị trường vàng thường xuyên thì thấy là thị trường vàng khá là tăng và cũng mình đã dự đoán là có thể tăng hơn nữa. Và mình đầu tư vàng cũng là mình cho rằng đây là một kênh đầu tư hiệu quả và an toàn. Ngay cả hôm qua mình thấy là rất nhiều cửa hàng vàng rất đông khách và mình nghĩ rằng là khách hàng cũng đang rất là quan tâm đi mua và đi bán. Nói chung là đông mà không thể đến là mua ngay được, đều phải có xếp hàng. Với cái đồng tiền gửi tiết kiệm nó thấp quá, cho nên là dân người ta thấy là cái thị trường trong nước cũng như thế giới nó có nhiều vấn đề. Cho nên người dân có đồng tiền nhàn rỗi thì tập trung mua vàng thôi. Để dành, lúc nào mà thấy có việc thì lại giải quyết cho nó dễ, nó là thanh khoản dễ nhất. Người dân thì vẫn hy vọng giá vàng sẽ lên nữa, vì trong cái tình hiện nay thì giá vàng chắc sẽ lên nữa, chứ không thể nào dừng được. Nó không những năm 2009, 2011 cũng phải nghiên cứu, bởi vì tiền tiết kiệm nó vất vả, kiếm đồng tiền nó khó khăn, cho nên người dân phải tính. Thời điểm hiện tại, do cái ảnh hưởng của dịch Covid và các cái chính sách thúc đẩy kinh tế thì vẫn chưa thực sự phát huy được cái hiệu quả, khiến cho nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp đã phải tìm đến vàng như một cái tài sản trú ẩn trong cái thời điểm hiện tại.